Thành phố Bảo Lộc là điểm giao thương đón du khách mới của tỉnh Lâm Đồng, sở hữu đặc sản khí hậu Bảo Lộc mát mẻ quanh năm và hơn 41 địa danh du lịch sinh thái nổi tiếng như là Thác Dambri, Đồi Trẻ Tâm Châu, Linh Quy Pháp Ấn, Tu Viện Bát Nhã. Bảo Lộc còn là vùng trồng cây công nghiệp, chè, cà phê, dâu tằm và là đô thị có nền công nghiệp chế biến chè, cà phê, tơ lụa. Đây chính là những ưu thế thuận lợi để hình thành các điểm tham quan du lịch về ngành nghề. Du lịch Bảo Lộc rất tiềm năng và hấp dẫn. Trong tương lai có thể sẽ vượt mặt Đà Lạt và trở thành thủ phủ du lịch mới của tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, với khoảng cách không quá xa với thành phố Hồ Chí Minh, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, nơi đây là điểm đến hoàn hảo của nhiều gia đình, bạn bè vào những dịp ngày nghỉ và lễ Tết, khiến 99% các homestay, khách sạn, nghỉ dưỡng đều cháy phòng. Với những tiềm năng to lớn như vậy, không ít tập đoàn địa ốc lớn như Novaland, Him Lam, Đèo Cả, Hưng Thịnh, v.v. đã và đang lựa chọn Bảo Lộc trở thành trọng điểm đầu tư các dự án đất nền Bảo Lộc, du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng quy mô lớn. Thành phố cũng đang có những dự án triệu đô kêu gọi đầu tư như sân golf Lộc Phát, Lộc Thắng, dự án tổ hợp khu du lịch khách sạn 5 sao hay cáp treo, hứa hẹn thay đổi hạ tầng đô thị và đưa du lịch Bảo Lộc lên một tầm cao mới. Thành phố Bảo Lộc cũng đang tập trung các nguồn lực để nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng tiềm năng đất nền của Bảo Lộc, phát triển du lịch, đồng thời liên kết về du lịch giữa các địa phương thành phố với các vùng khác của tỉnh Lâm Đồng. Bảo Lộc nằm trên trục trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Với lưu lượng người qua lại lớn, không gian lưu trú rộng, sau khi đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương được thông xe, thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Paulo và từ Paulo đến các khu du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết sẽ giảm đi một nửa. Ngoài ra, Bảo Lộc hiện đang được chính phủ đầu tư để trở thành thủ phủ du lịch và kinh tế mới của tỉnh Lâm Đồng. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng ngày càng quá tải của Đà Lạt, được định vị trở thành đô thị thứ cấp vào năm 2025 và là đô thị loại 1 cấp quốc gia vào năm 2040, quy mô tương đương thành phố trực thuộc tỉnh